Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Yeho và lại trên channel Quả HD. Năm mới thì mình muốn chúc các bạn và gia đình có một năm Tân Sửu nó vui vẻ, nó nhiều sức khỏe hơn và chắc chắn là sẽ nhiều may mắn hơn trong năm nay. Ok, và cái video đầu tiên trong năm Tân Sửu này sẽ là một cái video làm về audio. Mình nghĩ trước kia ấy nha, thì mình nghĩ phần audio nó quá cơ bản rồi. Chắc là mọi người có thể tự học được hay là có thể tự mò mẫm được, nhưng mà không, nó có những cái rất là nhỏ nhỏ, có thể là nó đơn giản nhưng mà nó rất là nhỏ để các bạn có thể để ý tới, và chúng ta lại không biết được cái công dụng của nó. Thì đương nhiên có một vài cái mà chúng ta biết thì nó sẽ giúp chúng ta nó làm nhanh hơn, mọi thứ nó dễ dàng hơn, đúng không? Nếu mà cái nào chưa biết thì chúng ta update thêm. Ok, vậy thì video hôm nay chúng ta sẽ nói tất tần tật, không mém mém tất tần tật về phần audio trong phần Adobe Premiere. Mà bây giờ thì và video luôn thôi. Ok, đầu tiên khi mà nói về audio á, thì các bạn phải biết cách kiểm soát và theo dõi cái phần âm lượng nó đang quá to hay quá nhỏ. Nếu âm thanh quá to thì rất điếc lỗ tai, còn nếu quá nhỏ thì lại chả nghe gì, đúng không? Để kiểm soát được phần này thì đơn giản là các bạn chỉ cần nhìn vào cái panel audio meter, chúng ta có thể quan sát được là nếu như âm thanh ở ngưỡng bình thường á thì nó sẽ cứ nảy nảy ở quanh cái mốc màu cam và màu đỏ, hoặc là lâu lâu xuống màu xanh. Còn nếu như mà nó chạm cái ngưỡng màu đỏ quá lâu mà không thấy xuống á, thì các bạn nên kiểm tra lại âm thanh nó đang quá to hay là không. Còn nếu mà chỉ chạm ngưỡng xanh thôi thì chắc chắn nó đang hơi nhỏ hoặc là chưa đủ to. Tiếp theo, khi mà các bạn muốn quan sát rõ ràng hơn các cái đường sóng của layer âm thanh của cái bài nhạc đó, thì đơn giản là các bạn chỉ cần đưa chuột vào phía dưới mép của layer âm thanh rồi kéo xuống là nó sẽ tự động phóng to cái layer mà bạn muốn. Lúc này thì đương nhiên là quan sát dễ hơn rồi, lúc mà chúng ta edit nhạc nhũng gì thì nó cũng thoải mái, dễ dàng, dễ nhìn hơn. Để tăng giảm được cái độ to nhỏ của âm thanh thì các bạn chỉ cần click chuột phải chọn vào Audio Gain hoặc là bấm phím G, nó sẽ hiện ra cho bạn một cái panel như thế này. Ở dòng Adjust sẽ dành cho những cái bạn nào học giỏi toán, biết 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 9 ấy. Đại loại là kiểu bạn cộng 2 mà thấy âm thanh nó chưa đủ to thì bạn cộng thêm 4 nữa là 6. Nếu vẫn còn hơi nhỏ thì bạn cộng thêm 8 nữa là nó sẽ thành 14. Thật chứ những cái pha này mà chỉ cần bấm nhầm cái dấu cách một cái thôi là lủng bằng nhĩ luôn. Các bạn muốn nghe chơi thử không? Tích vào Set Gain Tool nếu như bạn không thích cộng trừ nhân chia. Kiểu giống như bạn set tới số nào là nó sẽ tăng theo đúng con số đó luôn, không cần phải cộng trừ gì cả. Hai cách này thì thực ra nó cũng cho ra một cái kết quả giống nhau thôi, cơ mà một cái sẽ dành cho người giỏi toán, một cái dành cho người... Không biết là có nhiều bạn để ý tới cái dòng master này không. Trong cái trường hợp mà chúng ta cần tăng âm lượng cho nguyên cả một cái timeline dài 20 mấy 30 mấy phút, thì đương nhiên là các bạn không thể nào quét hết tất cả những layer âm thanh trong Audio Gain được. Ở đây các bạn chỉ cần sử dụng thông số ở trong cái phần master thôi, nó là âm thanh tổng của toàn bộ cái timeline. Hiện tại channel Quả HD vừa mở thêm một channel mới là Quả Đi Review, và sẽ làm theo kiểu là nói về game, phân tích game này, phê bình game ABCDZ, rất là nhiều series. Và link channel thì mình sẽ để bên góc trái này, hy vọng là các bạn click vào và nhấn subscribe. Cảm ơn. Để các bạn có thể bật tắt từng layer thì chúng ta có thể dùng những cái icon mute và solo như thế này. Ví dụ như bây giờ bạn muốn tắt đi âm thanh của tầng layer màu lam thì chỉ cần click vào mute thôi là được. Tắt luôn âm thanh của cái tầng màu cam, cũng click vào mute luôn. Nếu trong vô vàn tầng layer âm thanh mà bạn chỉ muốn chơi một em, bạn chỉ muốn chơi một tầng layer thôi, thì click vào cái nút solo của tầng layer âm thanh đó, nó sẽ tự động chơi một mình. Muốn chạy thêm các tầng khác thì click vào solo của tầng khác là được. Cái phần over voice này á, cái phần voice over này thì mình nghĩ là được rất là nhiều youtuber và vlogger sử dụng, theo kiểu là giống quay cảnh xong rồi về ghép cái phần voice lại sao cho phù hợp với cảnh. Mình nghĩ cái kiểu này thì trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để thêm một cái tầng layer âm thanh mới. Thì đơn giản là click chuột phải vào vùng trống kế bên, chọn Add Track.
có thêm một tầng layer mới rồi nha. Bây giờ muốn thu âm thì chỉ cần click vào cái icon cái mic này. Icon này chuyển sang màu đỏ là các bạn bắt đầu ghi âm đấy. Và đây là cái khúc mình vừa ghi âm xong, các bạn cùng nghe nhé. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo 1 2 3 4. Còn để setting lại cái phần micro thì các bạn click chuột phải vào trong cái vùng trống, chọn vào voiceover record. Đầu tiên là điều chỉnh lại thiết bị mà chúng ta dùng để thu âm này. Có đếm 3 2 1 để bắt đầu ghi âm hay là không? Cái này cho các bạn tùy chỉnh theo ý thích nha. Và năm mới thì bạn nào muốn đăng ký khóa học biên tập Premier nâng cao online của mình á thì có thể tham khảo cái link bên dưới nha. Click vào thì các bạn sẽ được bên tổ tư vấn của Quạt Đê tư vấn miễn phí. Mình thì nghĩ là các bạn nên cân nhắc về cái việc đăng ký khóa học trong cái đầu năm này, tại vì hiện tại dịch nó cũng đang diễn biến khá là phức tạp, thì chúng ta tận dụng cơ hội này để tiếp thu thêm kiến thức mới. Rồi ví dụ như xong dịch rồi thì chúng ta có thể lấy những cái kiến thức đấy và hỗ trợ cho công việc nhiều hơn thì rất là tốt. Tiếp theo thì là phần tăng giảm âm lượng cùng với lại đặt keyframe. Trước tiên thì bạn phải biết về cái đường line màu đen ở giữa mỗi cái layer âm thanh này. Cái đường line này đơn giản lắm, bạn nắm giữ kéo lên trên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Còn kéo xuống dưới thì sẽ giảm đi, vậy thôi. Để tạo ra keyframe và muốn tăng to giảm nhỏ ở những vùng mình muốn, nhấn giữ control rồi tích chuột lên đường line. Sau đấy thì bạn sẽ nhận được những cái icon hình tròn trên đường line như thế này. Bạn chỉ cần tạo ra thêm một vài điểm nữa, rồi sau đó thay đổi hình dạng của đường line. Kéo xuống dưới thì âm lượng sẽ nhỏ, kéo lên trên thì âm lượng sẽ to. Các bạn nghe thử này. Cảm thấy ok rồi đúng không? Yeah. Và đương nhiên nếu như bạn không thích bất kỳ một cái keyframe nào đó thì bạn tích vào nó và bấm delete hoặc là backspace là xong. Về transition của âm thanh thì thông thường sẽ được áp dụng vào đầu của layer âm thanh và cuối của layer âm thanh. Ví dụ như kết thúc layer này nó hơi bất ngờ thì mình có thể sử dụng một cái transition của audio là xong. Các bạn kéo vào nó như là một transition của video thôi. Audio transition nó chỉ có 3 cái thôi và cái nào cũng có công dụng là giảm nhỏ lại. Đương nhiên là nó sẽ có khác nhau một chút về mức độ ảnh hưởng, nên là các bạn cứ nghe và cái nào phù hợp thì chúng ta sử dụng nha. Còn nếu trong cái trường hợp mà bạn muốn thêm một cái chuyển cảnh nhanh của âm thanh á, thì chỉ cần click chuột phải vào đầu hoặc là đuôi mép, rồi chọn vào Apply Default Audio Transition là xong, là chúng ta sẽ tự động có một cái transition mặc định được thêm vào. Ở trong một effect thì các bạn có thể chuột phải vào cái effect, vào cái transition nào bạn muốn cho là mặc định nha. Đương nhiên là ở giữa hai layer âm thanh các bạn cũng có thể dùng cái chuyển cảnh này. Cùng nghe từ kết quả này. Kiểu nó sẽ hòa trộn âm thanh lại với nhau rồi chuyển qua một cách nó khá là nhẹ nhàng. Đấy. Rồi ok, về phần audio transition thì hôm nay mình chỉ nói về cái việc là chúng ta sử dụng nó cơ bản ra sao thôi. Còn áp dụng nó vào trong những trường hợp như thế nào, chi tiết ra sao thì mình nghĩ là mình sẽ để cái phần này trong một cái video khác. Mình hy vọng là với video ngày hôm nay các bạn sẽ thích nó và nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ channel Quạt D. Lớp tiếp theo của khóa học Premier thì sắp bắt đầu rồi nên các bạn nhớ đăng ký và học luôn nhé. Tại vì để càng lâu thì nó càng mất nhiều thời gian của các bạn hơn thôi. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết cái video này. Năm mới vui vẻ nha. Bữa nay thì mình set up lâu hơn.